mặt. Nhưng nếu mà anh có cái màu này, anh xài vô cho cái cây bách thì nó rất hay. Hay ở cái điểm nào? Cái bách thường thì cái vỏ nó khó kỹ. Nhưng mà nhiều khi đem ra triển lãm thì người ta chui cái vỏ nó chút xíu xuống nước rồi lấy bằng tay mềm đó đánh cho nó nhỏ lên. Không biết anh em có thấy qua cái vấn đề đó chưa? Thấy trên hình ảnh thôi. Dạ. Mà có thấy cái màu đã hơi đỏ đỏ không, không? Mình nói nó quét cái màu gì vậy? Thật sự nó không có màu. Nhưng mà cái vỏ nó khi mà mình xịt nước nó mềm cái vỏ đó, thì mình lấy bàn chải mình đánh nhẹ qua xịt nước thì nó hiện cái màu nó hơi đỏ đỏ lên một chút. Thì anh đi cái màu đỏ đỏ này nó phù hợp với cái màu da thì nó rất hay. Ví dụ như bây giờ tôi nói cái vấn đề cái bách kali đi, thường thì cái gỗ chết của nó đó, cái phần mình đây gọi là lũa phải không? Mình quét cái lan sulfur, cái thuốc xịt sao nó hơi trắng trắng ngà ngà lại một chút xíu, rồi cái đường sống nó mình chùi sạch nó hơi đỏ đỏ lên chút xíu thì nó nổi bật giữa cái sống và cái chết trong đó. Mình nếu cái chậu màu này thì nó sẽ hợp với cái màu và sống của cái cây thì nó rất hay. Nhưng nếu mà anh đi vô cái chậu màu đậm này được không? Tôi nói được, không có gì trở ngại, không cũng không ai thắc mắc lắm. Hầu như cũng không ai thắc mắc giữa cái màu. Tuy nhiên nếu mà anh có được cái chậu màu này và đi chung vô cái cây đó thì thật sự nó rất hay. Tôi cũng thích nữa. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng không có cái chậu kích cỡ hay là chiều sâu hay là dáng dấp của cái chậu đó phù hợp để mới tôi cho vô cái cây của tôi được đó. Thì anh thắc mắc giữa cái màu đậm như cái màu lợp nó là như vậy. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái màu cái trường hợp mà nãy chú nói mà cái cây mà cây trực mà nó cao nữa á, thì mình nên trồng cái chậu dài mà kẹt. Trường hợp mà cái ví dụ như mà cái rễ của nó mình không sử dụng, dài quá mình xử lý được. Ok, thì mình có thể đi xài một cái loại cắt bỏ bầu dục chít tương đối cả chút quá xong thì còn cái cây nó tiêm thuốc yếu quá mà cái chậu nó lại mạnh sâu quá thì nó lại quá mạnh. Nhưng mà cái mức độ cái rễ của nó không phải tương đối với cái độ sâu của chậu như tôi. Ok, khi mà chúng ta vô một cái chậu, bây giờ tôi nói cái này đi. Cái chậu bao dung dài mình chậu một bên thì mình không cần nó cái mặt đất nó không phải là mặt thấp hơn mặt chậu một chút xíu, mà mình có thể tạo thành một cái cồn, một cái cũng như lúc nãy tôi nói đó, thì nó cũng như là cái cây nó nằm trên cái cầu. Nhưng mà cái phần bên này nó có thể nó thấp hơn để phần bên kia giúp cái đầu nó dài mà. Rồi một cái cây nó nằm ở trên cái đầu đó, có thể từ cái chỗ này nó có thể cao hơn chút xíu. Cái đầu mà không phải là nó phải bằng bằng, cái đầu nó có thể chỗ này cao một chút, chỗ kia nó thấp chút. Thì mình xử lý nó bằng cách đó thì nó rất thích hợp và nó rất hay. Anh em có thắc mắc gì nữa không? Không có thì mình qua một cái đề tài khác nè.